xin chào quý vị và các bạn đối với kênh hữu quốc món ngon dễ làm và hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món vây cá hồi nấu canh chua một món canh rất là ngon và rất là được ưa chuộng trong các bữa ăn ở gia đình món này quý vị thì cách làm cũng rất là đơn giản lắm vây cá hồi thì thịt cá hồi nó mềm ngọt ngon và rất là béo và rất là nhiều chất dinh dưỡng còn nước canh chua quý vị nó có vị thanh, chua ngọt cay rất là ngon lắm luôn rồi hôm nay các nguyên liệu chính của mình thì gồm có Mình sử dụng khoảng 700g vây cá hồi nha quý vị Đó quý vị thấy phần quay cá hồi nè Có cũng rất là nhiều thịt nè Rồi cũng có phần mỡ nữa Cho nên nấu canh chua là rất tuyệt vời Rồi mình sẽ sơ chế phần quay cá hồi này luôn nha quý vị Rồi các nguyên liệu khác thì gồm có chanh nè Rồi các loại rau để nấu canh chua thì gồm có rau nhút nè Tây tượng nè, đậu bắp, cà chua Rồi đậu gồng rồi rau ôm ngò gí các trái ớt rồi khóm me và các tép tỏi nữa cùng một số gia vị không hơn nữa và bây giờ mình bắt đầu tiến hành mình làm nghe quý vị rồi trước tiên thì phần quay cá hồi á mình sẽ cho vào trong cái hao rồi mình cho một muỗng canh muối bọt vào mình sử dụng một cái chanh nha quý vị mình dắt cái phần nước cốt vào nước cốt chanh á, rồi sau đó mình sẽ đảo đều cái phần quay cá hồi để cho nó hấm đều vào phần muối nè, nước cốt chanh nè, rồi tí xíu mình sẽ rửa lại với nước lạnh cho nó thật là sạch nha quý vị. Mình rửa vào muối với chanh nó sẽ bán đi hết cái mùi tanh của quay cá hồi nha quý vị. Khi mà quay cá hồi đã rửa sạch rồi thì mình sẽ cho vào trong cái tô, rồi mình cho chút xíu muối vào nước mắm á quý vị thì mình cho khoảng nửa muỗng canh nước mắm vào rồi sau đó thì mình sẽ đảo đều lên để cho quay cá hồi á, nó thấm đều qua phần muối và nước mắm nghe quý vị muối thì mình cho khoảng nửa muỗng cà phê muối là được rồi rồi sau đó mình đảo đều lên mình để tầm cũng khoảng 5 phút nghe quý vị trước khi mình chiên sơ qua rồi mình nấu canh chua rồi bây giờ mình bắt cái chảo nước lên mình cho me vào chủ yếu là mình nấu uh, cho nó ra hết cái phần uh, nước cốt me nha quý vị nấu tầm cũng khoảng 5 phút bây giờ mình sơ chế các nguyên liệu khác rồi các tép tỏi quý vị thì mình đập cho nó dập dập rồi sau đó thì mình cũng uh, băm cho nó diễn diễn ra nghe quý vị nấu uh, cành chua cho nên uh, mình sử dụng uh, tỏi cũng rất là nhiều nghe quý vị để hồi mình uh, phi để khi nào mà canh chua chín á, mình sẽ cho phần tỏi phi vào để cho nó thơm và ngon lắm nghe quý vị rồi hai trái ớt thì mình sẽ uh, sắt xếp xéo ra ớt sắt này chủ yếu là mình sẽ cho vào trong uh, nước chấm nghe quý vị quay cả hồi nấu canh chua của mình á mình sẽ chấm với nước mắm trong rồi mình cho các lá ớt này vào nè cho nó cay cay cho nó ngon nghe quý vị rồi rau ôm và ngò gai mình cũng uh, sắt nhỏ nhỏ ra sẵn luôn đó, các món uh, cành chua thì uh, phải có uh, gạo ôm ngò gai nè khi mà mình nấu chín mình cho vào cho nó thơm nha quý vị rồi đậu gồng mình sắc ra làm hai uh, hoặc làm ba nghe quý vị rồi các cái uh, đậu bắp đó quý vị thì mình cắt bỏ đi cái uh, phần đầu mình à, uh, chẻ làm hai là được nghe quý vị mấy trái uh, nhỏ nhỏ thì mình để uh, nguyên trái luôn rồi mình cũng để ra dễ sẵn luôn rồi cà chua thì mình sẽ trẻ à, ra làm à, tư bỏ đi cái phần à, cùi của trái à, cà chua nghe quý vị mình sử dụng à, hôm nay chỉ có ba trái cà chua thôi rồi khóm thì mình cắt theo à, lường lường của à, các à, mắt khóm nè quý vị cho nó đẹp nghe quý vị mình nấu canh chua quý vị. Thường là phải có khóm nè, cà chua nè và đậu bắp nữa nghe quý vị. Me thì mình nấu nãy giờ cũng ra hết cái phần nước cốt me đó quý vị. Rồi bây giờ mình bắt cái chảo khác lên. Mình cho dầu ăn vào. Cho nhiều nhiều dầu vào nghe quý vị. Khi dầu nóng lên thì mình sẽ cho hết cái phần tỏi băm vào để mình phi. Đó, trong lúc phi thì mình sẽ đảo đều lên Đó, sau một hồi phi thì cái phần tỏi băm nào quý vị nó vừa vàng ống ánh lên như vậy là được rồi nghe quý vị rồi mình sẽ tắt lửa luôn rồi mình à, lấy cái khay á, mình à, vớt à, cái phần à, tỏi à, phi vàng ống ánh nào quý vị mình vớt ra mình chừa lại một ít trong chảo nghe quý vị rồi bây giờ thì mình sẽ à, cho vai cá hồi vào trong cái chảo dầu hồi nãy mình đã phi tỏi đó mình chưa một ít tỏi nữa đó mình cho hết vào để mình chiên sơ qua nghe quý vị mình chiên thì tầm cũng khoảng 3 phút thôi mỗi một mặt thì khoảng 1 phút rưỡi nghe quý vị mình chiên tầm khoảng 1 phút rưỡi rồi mình chở về bề rồi tiếp tục mình chiên nó sau nãy giờ thì tầm cũng khoảng 3 phút rồi mình chiên cho phần thịt cá hồi nè nó săn lại như vậy là được rồi thì mình sẽ gấp ra cái phần quay cá hồi còn lại mình cũng uh, chiên như vậy luôn rồi mình gấp ra hết rồi nào quý vị đó. rất là nhiều hôm nay mình nấu uh, quay cá hồi 700 trăm g rồi cái phần uh, me nãy giờ mình nấu đó quý vị nó ra hết cái phần nước cốt rồi mình sẽ cho vào trong cái khay để mình lượt bỏ uh, cái phần uh, hột nha quý vị chủ yếu là mình lấy cái phần uh, nước cốt me thôi rồi mình sẽ uh, cho nửa muỗng canh muối bọt vào trong cái chảo mình nấu canh nha quý vị 1 phần 3 muỗng canh bột ngọt đường cát thì mình cho 3 muỗng canh đường cát vào cái phần niêm niếm này nó cũng rất là quan trọng nha quý vị nấu canh chua thì phải chua chua nè rồi phải ngọt ngọt nè rồi hơi cay cay tí nữa nó mới ngon nha quý vị đó, mình đảo đều lên cho gia vị nó tan ra hết luôn rồi lúc đầu mình nấu á mình để lửa rất là cao cho nên khi nấu á nó có lên cái phần bọt nè, mình lấy vá mình vớt bỏ cái phần bọt này hết luôn nha quý vị. rồi sau đó mình để lửa riêu, riêu lại, rồi bắt đầu mình cho các nguyên liệu vào, rồi mình cho khóm vào nè. lúc này mình để lửa riêu, riêu cho nên mình nấu thì tầm cũng khoảng 4-5 phút nha quý vị. Rồi sau đó mình cho đầu bắp vào, nước hôm nay nấu canh á mình sử dụng khoảng một lít rưỡi nước nha quý vị. rồi đầu bắp vào mình nấu thêm 2 phút rồi mình cho cà chua vào. Rồi, tiếp tục mình nấu nha quý vị. Đó, mình nấu thêm tầm cũng khoảng uh, 3 4 phút nữa rồi mình cho đậu rồng vào. Mình đảo uh, một vựng thôi. Khoảng 30 giây thôi rồi mình sẽ uh, cho phần vây uh, cá hồi vào. Nãy mình đã chiên sơ qua đó quý vị. Mình cho hết vào luôn. Rồi mình nấu thêm tầm cũng khoảng uh, 3 4 phút nữa là được rồi nghe quý vị. Vây cá hồi này nó cũng rất là mau chín. Tại hồi nãy mình cũng đã chiên sơ qua rồi cho nên cũng rất là mau chín rồi sau một hồi thì vây cá hồi nấu canh chua của mình cũng đã chín rồi đó quý vị thì mình sẽ cho thêm đường và nước mắm nữa nghe quý vị khoảng một muỗng canh đường và một muỗng canh nước mắm nữa rồi mình nêm nếm lại sao cho vừa ăn nghe quý vị hợp với khẩu vị ở nhà mình rồi bây giờ mình cho phần tay tượng nè Rồi rau nhúc vào nữa Tại vì tay tượng rau nhúc rất là mau chín nha quý vị Mình cho vào mình khoảng 30 giây là được rồi Rau nhúc mà để chín quá thì nó sẽ dai không có ngon nha quý vị Rồi bây giờ mình cho Các trái ớt vào Rồi Mình cho cái phần Rau ôm vào ngồi gai, nãy mình đã cắt nhỏ nhỏ đó Mình cho vào Rồi mình tắt lửa luôn rồi nghe quý vị Rồi mình sẽ cho nước mắm vào trong dĩa ớt nè Mình làm cái phần nước chấm Rồi cái phần tỏi phi Mình sẽ cho lên trên đó, Tỏi phi này thơm dữ lắm nghe quý vị Canh chua là không phải thiếu Đó là phần tỏi phi Và bây giờ mình sẽ múc ra tô Chuẩn bị mình dùng Trong bữa cơm ở gia đình mình Hôm nay mình nấu món cũng rất là đơn giản Đó là canh chua bay cá hồi nấu hơn một tô nghe quý vị và bây giờ mình quay cận lên nào quý vị nó quay cá hồi nấu hình chua một món canh rất là ngon và rất là được ưa chuộng trong các bữa ăn ở gia đình món uh, quay cá hồi nấu hình chua quý vị cách làm như nhà mình á, thì nó cũng rất là đơn giản lắm mà ăn rất là ngon nghe quý vị nó nhìn rất là hấp dẫn luôn rồi Hữu Quốc món ngon dễ làm xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video lần sau.